bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng tiêu lương khi mà người ta ươm ở nhà rồi hoặc là mua giống. Thì với kỹ thuật này mình yêu cầu bà con thứ nhất là chuẩn bị cho mình đó là hố đã ủ phân chuồng hoai mục tầm nửa tháng đến 10 ngày. Thì chúng ta lúc mà ủ phân chuồng thì chúng ta có thể ủ luôn cả vôi và thuốc kiến. Và cái thứ hai đó là chuẩn bị phân lăng, thứ ba là cuốc xẻng, và thứ tư là chúng ta cái bóng vải lưới á, dùng để che vườn ươm á, để khi chúng ta trồng xong chúng ta tiến hành cột luôn. Thì với kỹ thuật này thì hố thì mình đã khoan sẵn và đào sẵn hết rồi, thì giờ tiến hành đào và xới đất lên lại thôi. Thì hố lúc trước mình khoan là 40-60, và sau khi bón lót xuống thì mưa xuống thì phân chuồng nó ngấm với đó. Giờ chúng ta tiến hành đảo đều thôi. Chúng ta đảo đều xới lớp đất phân chuồng lên, thì bà con nhìn rõ clip mình đã quay á, thì chúng ta đảo đều hết xong là tiến hành cắt dây tiêu thôi. Chúng ta xé bịch ra và trồng. Thì với mình thì mình trồng 3 dây, trồng 3 bịch á, một bịch thì ươm 3 dây nhưng nó sống còn 2 dây thôi. Mình vẫn ươm 3 dây để tiện lợi cho thứ hai là sau này tiêu mà lên á, chúng ta đôn nhanh phát triển hơn, 3 dây là khỏe hơn. Sau khi mà chúng ta tiến hành trồng á, bà con dối là thì sau khi xé bị và trồng á, thì chúng ta phải tiến hành lắp đất. Thì chúng ta bỏ phân lăng rồi chúng ta tiến hành lắp đất. Cái phân lăng này tạo điều kiện thuận lợi, có là như là khi cái rễ nó ăn ra thì nó ăn phân lăng thì kích thích được cái rễ thành cây tiêu nó phát triển nhanh. Thì sau khi lắp đất xong á, chúng ta tiến hành cào xung quanh bồn miệng đất cho lắp phủ cái lớp đất ở trên và lớp phân. Thì việc cuối cùng nữa là chúng ta tiến hành cột che bóng mát cho cây tiêu, vì ánh nắng tiêu mới trồng ở trong bóng mát ra thì nó hơi nắng. Chúng ta nên cột, thì bẻ lưới chúng ta cột. Chúng ta cột xong thì chúng ta tiến hành tủ mát thôi. Thì đó là toàn bộ cái clip mình hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng tiêu. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh để cho mình có những động lực qua những video tiếp theo xem. Và clip này bà con ai có nhu cầu trồng tiêu hoặc mua tiêu thì liên hệ số điện thoại ở dưới. Xin cảm ơn bà con.